Chào mừng các em đến Bức Kinh. Chào mừng các em đến Bức Kinh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em toán lớp 8 sẽ kết nối chiêu khớp của cuộc sống. Cho lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy dễ hiểu, các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nhé. Và hôm nay mình sẽ bài số 3 phép cộng và phép trừ đa khớp chương 15 đến chương 16 nhé. Trước mình sẽ có một số khái niệm thuật ngữ tổng của hai đa khớp, hiệu của hai đa khớp, thực hiện các phép cộng trừ đa khớp nhé. Giờ trước hết mình sẽ có một câu hỏi đầu bài. Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ toán học của lớp, hai bạn tính giá trị của hai đa khớp B sẽ bằng 2x bình phương nhân y trừ x nhân y bình phương cộng 22, và y sẽ bằng x y bình phương trừ 2x bình phương y cộng 23. Tại những giá trị cho trước câu x và y, kết quả được ghi như bảng trên. Ban giám khảo cho biết có một cột cho kết quả sai. Theo em làm thế nào để nhanh chóng phát hiện cột có kết quả sai ấy? Như mình sẽ có là x bằng 1, y bằng âm 1. Thì B 19, 26, âm 1, 1, 25, 20, 2, 1, 38, 17, 1, 2, 22, 23. Giờ một chút nữa mình sẽ trả lời câu hỏi này sau nha. Trước hơn mình sẽ học phép cộng trừ hai đa khớp trước. Cộng trừ hai đa khớp cho hai đa khớp A sẽ bằng 5x bình phương nhân y cộng 5x trừ 3. B sẽ bằng x y trừ cho 4x bình phương y cộng 5x trừ 1. Và đồng 1 mình sẽ thực hiện phép cộng hai đa khớp bằng cách thực hiện phép tiến hành các bước sau. Mình sẽ lập tổng, sau đó mình sẽ bỏ dấu ngoặc và khu gọn đa khớp nhận được nhé. Giờ hãy sẽ làm hoạt động một như sau. Như mình sẽ tính a cộng b sẽ bằng, giờ a sẽ là cái này, 5x bình phương y cộng cho 5x trừ 3 cộng cho P chính là x đi trừ cho 4 biết bình phương đi cộng 5 đi trừ 1 đóng ngoặc lại 3. Giờ như là trước hết bỏ dấu ngoặc, mình thấy là phía trước dấu ngoặc này không có dấu, bỏ ngoặc giữ nguyên dấu không, nên mình sẽ viết lại ba cái này. Giờ phía sau này cũng vậy, phía trước dấu ngoặc là dấu cộng, khi bỏ ngoặc giữ nguyên dấu, nên mình sẽ viết lại bốn cái này được này. Như vậy là không có gì thay đổi, chỉ bỏ dấu ngoặc thôi. Bây giờ mình sẽ nhóm những hạng tử đồng diện với nhau. 5x bình phương với lại trừ 4x bình phương mình sẽ nhóm lại. Được này. Mình sẽ nhóm lại bằng dấu ngoặc nhé. Rồi, 5x cộng 5x mình sẽ nhóm lại. Rồi, trừ 3 trừ 1 mình sẽ viết x đi lại trước đi. Giờ sau đó mình sẽ nhóm trừ 3 trừ 1 lại. Như vậy là 5x bình phương y trừ 4x bình phương y còn lại x bình phương y. Giờ cộng x đi, mình sẽ đưa vào bài trước đi. Giờ 5x cộng 5x sẽ là 10, 10. Giờ trừ 3 trừ 1 sẽ là trừ 4. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong hoạt động 1. Giờ hoạt động 1 các em hiểu bài cái xong nhé. Bấm nút hết video để biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến hoạt động 2. Hoạt động 2 thì người ta kêu mình thực hiện phép trừ hai đa khớp A trừ B. Như mình sẽ tính A trừ B nha. Như vậy A trừ B sẽ bằng, như A ở đây là chính là cái này, 5x bình phương y cộng cho 5 trừ 3 trừ cho, ở đây thầy phóng to chỗ này cho các em dễ quan sát. Giờ trừ cho b là x y trừ 4x bình phương y cộng 5x trừ 1 xuống dòng bảng.
Giờ phía trước dấu ngoặc này là không có dấu thì mình sẽ bỏ dấu ngoặc giữ nguyên dấu. Có nghĩa là không gì thay đổi. Mình sẽ viết lại ba ba hàng tử này. Mình thấy là phía trước dấu ngoặc là dấu trừ khi bỏ ngoặc sẽ đổi dấu. Xy sẽ biến thành trừ xy. Trừ 4x bình phương y sẽ biến thành cộng 4x bình phương y. À, cộng 5x biến thành trừ 5. Trừ 1 biến thành cộng 1. Xuống dòng 3. Giờ mình sẽ nhóm những hàm tử đồng dạng với nhau. 5x bình phương y mình sẽ nhóm với 4x bình phương y. Mình sẽ nhóm lại. Trừ x đi viết lại. Cộng. Giờ 5x trừ 5x nhóm lại. Tiếp theo còn lại là trừ 3 cộng 1 nhóm lại. Xuống dòng 3. Giờ 5x bình phương y cộng 4x bình phương y chính là 9x bình phương y. Trừ x đi. Giờ ở đây mình sẽ có là 5x trừ 5x bằng 0. Giờ trừ 3 cộng 1 sẽ bằng trừ 2. Được nè. Như là mình xong hoạt động 2 nhé. Hoạt động 2 kèm thứ bài kết xong khích. Bấm khích video hãy biết kèm thứ bài. Như vậy các em nhớ là muốn cộng hay trừ hay đa thức, ta sẽ nối hai đa thức bởi một phép dấu cộng dấu trừ. Sau đó mình sẽ bỏ dấu ngoặc nếu có và mình sẽ thu gọn đa thức nhận được nhé. Như cộng trừ hai đa thức thì mình sẽ thêm dấu cộng trừ. Sau đó bỏ ngoặc và thu gọn lại được. Đúng không? Chú ý là phép cộng đa thức cũng có các tính chất như là giao quán kết hợp tương tự như là phép cộng các số. Với ABC là những đa thức tỉ, ta có là A cộng B cộng C, thì các em có thể nhóm là A cộng B hoặc là B cộng C cũng được. Nếu A trừ B bằng C thì A sẽ bằng B cộng C trừ chuyển với hình cộng, như vậy A sẽ bằng B cộng C. Ngược lại nếu A bằng B cộng C thì mình sẽ B cộng B chuyển với hình trừ B, có nghĩa là A trừ B sẽ bằng C. Đúng không? Có nghĩa là mình sẽ có quy tắc giao quán kết hợp chuyển với đổi dòng. Đúng không? Giờ mình sẽ đến ví dụ tìm tổng hiệu của hai đa thức C và D. Như vậy mình sẽ lấy C cộng D trước. Thì mình sẽ viết là hai cái này để trong ngoặc nha, để dấu cộng. Mình thấy là phía trước dấu ngoặc là dấu cộng thì mình sẽ bỏ ngoặc giữ nguyên dấu nên mình sẽ viết là bỏ dấu ngoặc không. Sau đó mình sẽ nhóm những hàng tử đồng diện 5x bình phương trừ 4x bình phương viết lại. 5x cộng 5x nhóm lại. Trừ 3x viết lại. Cộng x y z 2 trừ 1 nhóm lại. 5 trừ 4 được 1, như kết quả là y bình phương y viết lại. 5 cộng 5 là 10, 10x. Cái này viết lại, cái này viết lại. 2 trừ 1 bằng 1. Đúng rồi. Tiếp theo là C trừ D thì mình sẽ viết C mở ngoặc đóng ngoặc trừ cho D mở ngoặc đóng ngoặc. Sau đó mình sẽ bỏ dấu ngoặc. Mình thấy là phía trước dấu ngoặc này không dấu, bỏ ngoặc không giữ không có gì thay đổi cả, mình sẽ viết là bốn hàng tử này. Phía trước dấu ngoặc là dấu trừ, khi bỏ ngoặc sẽ đổi dấu các hàng tử. Như x y z sẽ biến thành trừ y z. Trừ 4x bình phương y sẽ biến thành cộng 4x bình phương y. Cộng 5x biến thành trừ 5x. Trừ 1 biến thành cộng 1. Sau đó mình sẽ nhóm những hàng tử đồng diện. 5x bình phương y cộng 4 bình phương y nhóm lại. 5x trừ 5x nhóm lại. Cái này viết lại, cái này viết lại. 2 cộng 1 nhóm lại. Giờ 5 cộng 4 là 9, kết quả là 9x bình phương y. 5x trừ 5x bằng 0, số 0 bỏ luôn đi, không cần biết. Cái này viết lại, cái này viết lại, 2 cộng 1 bằng 3, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu luyện tập 1 giống như ví dụ mình vừa mới xem thôi nha. Mình sẽ làm câu luyện tập 1 như sau. Mình sẽ giải.
Nhưng mà sao tính g cộng h chứ? Rồi, mình sẽ quyết g y bình phương đi, trừ cho 3 x đi, trừ cho 3, cộng cho h. H ở đây là 3 x bình phương cộng x, trừ 0,5 x cộng 3. Giờ như vậy mình thấy là phía trước dấu ngoặc này là không có dấu thì bỏ ngoặc giữ nguyên dấu, phía trước dấu ngoặc là dấu cộng thì bỏ ngoặc giữ nguyên dấu, nhưng mình sẽ viết là mình chỉ bỏ dấu ngoặc thôi, đúng không? Là được. Xuống dòng bài. Giờ bây giờ mình sẽ nhóm những hạng tử đồng diện nha. Y bình phương y với là 3 y bình phương y mình sẽ nhóm lại. Tiếp theo là trừ 3 x y cộng x y nhóm lại. Giờ trừ 0,5 x viết lại. Giờ trừ 3 cộng 5 sẽ nhóm lại. Xuống dòng bằng. Như ở đây mình thấy là y bình phương y ở đây không có số, có nghĩa là số 1. Như y bình phương y cộng 3 y bình phương y sẽ là 4 y bình phương y. Trừ 3 y cộng y đi còn là trừ 2 y. Trừ 0,5 y là trừ 3 cộng 5 là 2 y là. Như vậy kết quả là 4 y bình phương y trừ 2 y đi, trừ 0,5 y cộng. Tiếp theo mình sẽ tính g chứ. Giờ như mình sẽ lấy g chữ khác thôi, đúng không? Mình sẽ viết là cái này, hai dấu cộng bằng dấu trừ là xuống dòng bằng. Giờ như là phía trước dấu ngoặc này là không có dấu nên mình sẽ bỏ ngoặc giữ nguyên dấu, mình sẽ viết lại ba cái này. Giờ phía trước dấu ngoặc là dấu trừ thì bỏ ngoặc đổi dấu, 3 x bình phương y sẽ biến thành trừ 3 x bình phương trừ cộng x y biến thành trừ x y, trừ 0,5 x biến thành cộng 0,5 x, cộng 5 biến thành trừ. Xuống dòng bằng. Giờ bây giờ mình sẽ nhóm những hạng tử đồng diện với nhau. Y bình phương y trừ 3 y bình phương y nhóm lại. Trừ 3 x y trừ x y nhóm lại. Cộng 0,5 biết biết là trừ 3 trừ 5 nhóm lại. Xuống dòng bằng. Như vậy là y bình phương y trừ 3 y bình phương y. Ở đây không có số là 1. 1 trừ 3 thì bằng âm 2. Như âm 2 y bình phương y. Trừ 3 y đi trừ khi biết đi là trừ 4 y đi. Cộng 0,5 y lại. Trừ 3 trừ 5 là trừ 8. Đúng không? Như là mình xong câu luyện tập 1 nha. Câu luyện tập 1 các em hiểu bài, cái sau khích video hãy biết các em hiểu bài.
Tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập 2. Phần luyện tập 2 mình sẽ giúp gọn và tính giá trị của biểu khúc tại x bằng 2 và y bằng m1. Như trước hết mình sẽ đi giúp gọn cái k này. Sau đó mình mở khai x bằng 2 y bằng m1. Như câu này các em sẽ giải như sau. Mình sẽ viết lại cái đề k bằng y bình phương y. Cộng cho 2 xy thừa 3 trừ 7,5 xy thừa 3 y bình phương trừ xy thừa 3 cộng 3xy thừa 3 trừ y bình phương y 7,5 xy thừa 3 y bình phương. Giờ trước hết mình sẽ bỏ dấu ngoặc. Mình thấy là phía trước dấu ngoặc không có dấu, mình sẽ giữ nguyên dấu, bỏ ngoặc giữ nguyên dấu. Mình sẽ viết là hai hàng tử này. Giờ 7,5 mình sẽ biến thành trừ 7,5 x lũy trừ 3 y bình phương. Giờ trừ sẽ biến thành cộng, cộng x lũy trừ 3. Còn bốn hàng tử này mình thấy là phía trước dấu ngoặc này là dấu, ba hàng tử này phía trước là dấu cộng, phía trước dấu ngoặc là dấu cộng, bỏ ngoặc giữ nguyên dấu nên mình sẽ viết là ba hàng tử này không đổi dấu, đúng này, thương dòng bằng. Bây giờ mình sẽ nhóm những hàng tử đồng diện với nhau. Y bình phương y mình sẽ nhóm với cái trừ y bình phương y, nhóm lại. Giờ 2x lũy thừa 3 cộng cho 3 xy lũy thừa 3 giờ tiếp theo là trừ 7,5 x lũy thừa 3 y bình phương. Cộng cho 7,5 x thứ 3 y bình phương. Cuối cùng sẽ là x thứ 3. Giờ như là hai cái này trừ nhau bằng 0. 2 cộng 3 là 5. 5 x y lũy thừa 3. Giờ hai cái này cộng nhau cũng bằng 0. Giờ x cộng x lũy thừa 3 viết lại. Bây giờ mình sẽ khai x bằng 2, y bằng m1 vào k nhé, vào biểu thức k. X bằng 2 và y bằng m1. Vào đa thức k. Ta được k sẽ bằng số 5 viết lại x mình khế bằng số 2, y khế bằng m1, m1 lũy thừa 3, x lũy thừa 3 chính là 2 lũy thừa 3. Như vậy là m1 lũy thừa 3 sẽ là m1, 5 nhân 2 là 10, 10 nhân m1 là m10, 2 lũy thừa 3 là 8, m10 cộng 8 sẽ là 2. Như kết quả cuối cùng sẽ là 2. Đúng. Như là mình coi xong câu luyện tập 2. Câu luyện tập 2 các em hiểu bài, cái xong hết video, hẹn với các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần vận dụng. Trở lại tình huống mở đầu, em hãy trình bày ý kiến của em. Hãy chú ý đến đa thức B cộng Q. Giờ như là bởi trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ toán học của lớp, hai bạn tính giá trị của hai đa thức B và Q tại những giá trị cho trước của XY. Kết quả được ghi như bảng bên. Ban giám khảo cho biết có một câu cho kết quả sai, theo em làm thế nào để nhanh chóng phát hiện cột kết quả sai? Như vậy người bạn Vuông đang gửi chúng ta chú ý đến đa thức B cộng Q, như mình sẽ lấy B cộng Q xem nó ra cái gì. Thì mình biết được không? Được này. Như con này các em trả lời sao? Mình sẽ tính B cộng Q. Giờ mình sẽ B chính là 2x bình phương y trừ cho x y bình phương cộng 20 cộng cho quy sẽ là x y bình phương trừ cho 2x bình phương y cộng 27 xuống dòng bằng. Như vậy là mình thấy là phía trước dấu ngoặc này là không có dấu, bỏ ngoặc giữ nguyên dấu. Phía trước dấu ngoặc là dấu cộng, bỏ ngoặc vẫn giữ nguyên dấu. Như vậy mình sẽ viết là cái này, mình chỉ bỏ dấu ngoặc thôi, đúng không? Bỏ hết dấu ngoặc là được. Xuống dòng bằng. Giờ bây giờ mình sẽ nhóm những hàng từ đồng dạng với nhau nha. 2x bình phương y trừ 2x bình phương y trừ x y bình phương cộng cho x y bình phương giờ 22 cộng 23 nhóm lại xuống dòng bằng. Giờ như vậy là hai cái này trừ nhau bằng 0, hai cái này cộng nhau bằng 0, 22 cộng 23 sẽ bằng 45. Như vậy là B cộng Q luôn luôn bằng 45. Như mình sẽ tính tổng các giá trị này xem cột nào nó bị sai nha. Như vậy ta có mình sẽ tính tổng các giá trị xem. Mình thấy là 19 cộng 26 sẽ bằng bao nhiêu? 9 cộng 6 là 15, viết 5 với 1. 1 cộng 2 là 3, kết quả cũng là đúng. 25 cộng 20 cũng bằng 45. 38 cộng 17 thì mình tính nhẩm, 8 cộng 7 là 15, viết 5 với 1. 3 cộng 1 là 4, thì 1 nhớ là 5, 55. Như vậy là cột số 3 đã bị sai. 22 cộng 23 cũng bằng 45. Như mình thấy là cha cột thứ ba sẽ là sai vì 55 là sai, đúng không? Như mình kết luận là vậy, cột thứ ba có kết quả sai. Đúng không? Giờ như là mình xong cái vận dụng nha. Giờ cái vận dụng kem hiệu bài, cái xong hết video hay biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng dạng và hiểu bản thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem.
Và em đã chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.